Ôi, đang chơi cái này mà. Đang đi đâu đấy? Đứng dậy, đứng dậy đi tiếp. Đúng rồi. Cam trèo lên đây đấy mọi người ạ. Cam trèo lên đây đấy. Để mẹ giữ cho nhá. Mẹ giữ cho cam trèo lên nhá. Lên không? Ủa, lên rồi, lên rồi. Ê, mới bị ngã mặt đầy được cát thôi. Mới úp mặt xuống cát đấy. Phải không? Phải không? Mẹ xoay nhá. Mẹ xoay vòng nhá. Chưa cho kiểu ảnh này. Trèo lên đấy. Nó trèo được không? Cái này nó người ta làm chéo, người ta làm dốc. Tụt. Trèo lên. Đấy, vừa có một cái xe 45 chỗ các bạn, các anh chị học sinh ở trường tiểu học nào đấy vào công viên chơi nên đông vui quá luôn rồi. Ui, đông lắm. Tự nhiên công viên đông ghê luôn đấy. Ôi trèo lên rồi. Trèo lên rồi. Trời ơi mẹ lỡ mất một khoảnh khắc. Cái này nó dốc mọi người ạ. Cái này nó dốc này. Đó. Không có thả. Nó dốc nhà. Đó, nó dốc nó nằm nghiêng ấy này. Cam lên rồi. Xem peekaboo với Cam. Cam ơi. Peekaboo. Peekaboo. Đi rồi, đi rồi. Để thấy có anh có quả bóng đi rồi. Cam ơi. Cam. Có lẽ con ăn hết trứng đi. Cho trứng vào mồm. Ăn hết đi. Ăn hết rồi ra chơi. Đi rồi mọi người, đi rồi. Cam ơi. Úi dồi. Chơi nhà cụ à? Đấy, đập đi, tha hồ đập ở đây nhá. Về nhà đừng có đập bàn, đập ghế nhá con. Đây, con đi công viên gần nhà đấy.